bị dạy bảo vì hỗn láo, nghịch tử vác hung khí truy sát bố đẻ. Dự án sân bay Phan Thiết bàn giao mặt bằng sạch trong tháng 8. Cựu chủ tịch quận ở Đà Nẵng lĩnh án 9 năm tù sau vụ lại quả 33% gói thầu nạo vét cống. Sàn giao dịch xăng dầu cần bỏ giá trần, giá sàn để thị trường quyết định giá. Nhà sử học Dương Trung Quốc nói gì về trang phục dân tộc của Miss Grand Việt Nam? Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Giao thông. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong bản tin. Còn bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần thông tin chi tiết. Thưa quý vị, mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Đăng Lợi, sinh năm 2002, trú tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa về hành vi sát hại người. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6, ông NDL, sinh năm 1972, sống cùng con trai là Nguyễn Đăng Lợi, nấu cơm xong, gọi Lợi dậy ăn cơm. Khi đó Lợi nói không ăn cơm mà chỉ thích uống nước ngọt và có lời nói hỗn láo với bố. Bực tức với phản ứng của con, ông NDL đã dùng tay tác động vào mặt Lợi. Bị bố ra tay bất ngờ, Lợi xuống bếp, lấy hung khí, đi đến vị trí ông NDL đang đứng ở khu vực giếng, rồi bất ngờ vung liên tiếp. Ông NDL bỏ chạy ra ngoài ngõ, về phía dốc đê thôn Châu Tử cách đó khoảng 40m, thì bị Lợi cầm hung khí đuổi theo, rồi tiếp tục tấn công nhiều lần, khiến ông NDL nằm gục xuống tại chỗ. Lúc này, hàng xóm xung quanh phát hiện, chạy lại can ngăn và dùng gậy tấn công vào tay Lợi, làm hung khí rơi ra khỏi tay, rồi Lợi bỏ đi khỏi hiện trường. Ông NDL được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Nguyễn Đăng Lợi đến công an xã Triệu Lộc đầu thú. Vụ án đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra theo thẩm quyền. Mới đây, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết dự án cảng hàng không Phan Thiết, sân bay Phan Thiết hiện còn vướng một số hộ dân chưa bàn giao mặt bằng, vướng đường điện 220 kV chưa được di rời xong. Tỉnh Bình Thuận đang được rốt ráo giải quyết dứt điểm để sớm bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 8. Theo đó, tại huyện Hàm Thuận Bắc còn vướng 3 hộ nằm trên hành lang tuyến đường điện 220 kV, huyện đang vận động các hộ này. Trường hợp các hộ tiếp tục không đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng thì phối hợp với chủ đầu tư tổ chức bảo vệ thi công. Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc triển khai các bước cưỡng chế thu hồi đất theo đúng trình tự, thủ tục hiện hành và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trong tháng 8 năm 2024. Trên địa bàn thành phố Phan Thiết còn vướng 328 m2 thuộc phạm vi đài dẫn đường M2, trước đây nằm trong quỹ đất hai bên đường DT706B. Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đang hoàn tất các thủ tục liên quan để phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ. Đối với hạng mục hàng không dân dụng theo hợp đồng BOT, tháng 3 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận có tờ trình đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, điều chỉnh chủ trương đầu tư và chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đối với hạng mục hàng không dân dụng. Đến nay, Hội đồng thẩm định liên ngành đã có kết quả thẩm định, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, điều chỉnh dự án hạng mục hàng không dân dụng theo hình thức hợp đồng BOT. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Thuận cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Giao thông Vận tải và đơn vị tư vấn căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành, ra soát, giải trình, làm rõ và hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh của dự án. Hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi lấy ý kiến của các sở ngành liên quan để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Sở Giao thông Vận tải sẽ hoàn tất các thủ tục đầu tư và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thi công và sớm đưa vào khai thác sân bay Phan Thiết hạng mục dân dụng. Thưa quý vị, sau 2 ngày xét xử, mới đây Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ, tham ô tài sản với các bị cáo là cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cùng các thuộc cấp và doanh nghiệp liên quan. Theo đó, bị cáo Hồ Văn Khoa, 51 tuổi, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ và Võ Thiên Sinh, 44 tuổi, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cùng chịu mức án 9 năm tù. Võ Thành Quý, 38 tuổi, cựu trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ bị tuyên 7 năm tù. Và Trần Phước Mỹ, 50 tuổi, cựu phó trưởng phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận 5 năm tù cùng về tội nhận hối lộ. Bị cáo Hoàng Ngọc Tiến, 34 tuổi, phó giám đốc công ty Andes mức án 2 năm tù. Bị cáo Phan Văn Tiến, 36 tuổi, cựu chuyên viên phòng quản lý đô thị thuộc Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội tham mô tài sản. Bị cáo Nguyễn Đặng Nhất Duy, 43 tuổi, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thi Nghĩa Hưng, 8 năm tù về tội đưa hối lộ.
Trong vụ án này, bị cáo Võ Thành Quý nhận thêm mức án 2 năm tù về tội tham ô tài sản, tổng hợp hình phạt là 9 năm tù. Theo cáo trạng, Hồ Văn Khoa, Võ Thiên Sinh, Võ Thành Quý, Trần Phước Mỹ là những người có chức vụ tại Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, chủ động liên lạc tiếp xúc với Nguyễn Đặng Nhất Duy, yêu cầu Duy trích lại tiền theo tỷ lệ 33% khi doanh nghiệp trúng gói thầu Duy Tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước trên địa bàn quận. Sau khi thỏa thuận, Khoa, Sinh, Quý, Mỹ đã lập hồ sơ để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu liên danh trúng thầu theo trình tự, thủ tục quy định. Sau đó, các bị cáo đã nhận hối lộ của Duy tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Ngoài ra, đối với gói thầu, giám sát dịch vụ Duy Tu, nạo vét bùn các tuyến mương, cống thoát nước trên địa bàn quận Cẩm Lệ năm 2021, Võ Thành Quý đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, cầu kết với Hoàng Ngọc Tiến, lấy pháp nhân là công ty Andes, lập khống hồ sơ thi công và thanh quyết toán, chiếm đoạt hơn 195 triệu đồng tiền ngân sách nhà nước. Sau khi chiếm đoạt thì chia nhau theo tỷ lệ 7-3. Quá trình thực hiện có sự giúp sức của Phan Văn Tiến. Tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận các hành vi do mình gây ra khi tổ chức thỏa thuận chia phần trăm chia tiền lại quả của dự án để trúng thầu, cũng như việc đưa thông tin ra cho doanh nghiệp trước khi dự án được công khai. Đồng thời, thừa nhận việc tự lập khống hồ sơ để rút tiền thanh quyết toán của dự án, mặc dù không thực hiện để chiếm đoạt số tiền lớn của nhà nước. Tại tòa, bị cáo Hồ Văn Khoa khẳng định không bao giờ chỉ đạo cấp dưới đi nhận tiền hối lộ của doanh nghiệp. Còn việc nhận tiền của doanh nghiệp lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi lần nhận, thì bị cáo Khoa nói đây là quà cáp bình thường của doanh nghiệp biếu mỗi khi đến các dịp lễ Tết, nên vẫn nhận mà không nghĩ đến tiền hối lộ. Bị cáo Khoa cũng thẳng thắn thừa nhận rất xấu hổ và ân hận vì là người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho cấp dưới nhưng thiếu kiểm tra. Thưa quý vị, dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu lần 3 đang được Bộ Công Thương hoàn thiện, lấy ý kiến thẩm định. Đáng chú ý, trong dự thảo lần này đã không còn quy định riêng về quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thay vào đó, việc bình ổn giá xăng dầu sẽ theo quy định của luật giá năm 2023, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Trước khi nghị định mới về kinh doanh xăng dầu được phê duyệt và chính thức có hiệu lực, có nhiều ý kiến cho rằng nên thành lập sàn giao dịch xăng dầu. Ngày 18 tháng 7 vừa qua, Văn phòng Chính phủ cũng đã có công văn số 5124 VPCPTH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu nhằm tăng tính công khai, minh bạch, khắc phục những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua. Trên cơ sở đó có giải pháp triển khai phù hợp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Ủng hộ chủ trương thành lập sàn giao dịch xăng dầu, chuyên gia Vũ Vinh Phú cho rằng khi thành lập sàn, tất cả doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong nước đều phải giao dịch ở đó, kể cả hai nhà máy lọc dầu trong nước cũng phải tham gia vào sàn để giao dịch, không có ngoại lệ. Khi tham gia vào sàn, các doanh nghiệp cần cân đối để hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất, không thể trực chờ vào bầu sữa của nhà nước. Chỉ khi doanh nghiệp tự chủ kinh doanh mới thay đổi để phát triển và xăng dầu được vận hành theo cơ chế thị trường đúng nghĩa. Chuyên gia Vũ Vinh Phú lưu ý, việc lập sàn giao dịch xăng dầu là rất quan trọng, nhưng vấn đề là phải làm sao để sàn có đủ sức hấp dẫn và quá trình hoạt động một cách bền vững, đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của doanh nghiệp. Khi thành lập sàn, cơ quan quản lý cần bỏ áp giá trần, giá sàn trong hoạt động giao dịch để thị trường quyết định với giá cả công khai minh bạch và tự điều chỉnh, từ đó tạo ra môi trường cạnh tranh hoàn hảo. Sàn giao dịch cũng giúp cơ quan quản lý được chất lượng hàng hóa, quản lý được hàng lậu, hàng giả, hàng kém phẩm chất, hàng trôi nổi của xăng dầu, triệt tiêu được các nhóm lợi ích thao túng thị trường xăng dầu như hiện nay, loại bỏ cơ chế xin cho, thúc đẩy nền kinh tế thị trường phát triển. Làm rõ hơn về sàn giao dịch xăng dầu, chuyên gia kinh tế, phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh phân tích, cần phải hiểu việc hình thành sàn giao dịch xăng dầu thực chất là thành lập một trung tâm giao dịch xăng dầu trong nước, bao gồm hai nhà máy lọc hóa dầu cùng các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối, doanh nghiệp bán lẻ tham gia. Tại đây, bên nào có xăng dầu sẽ tiến hành chào bán, bên nào thấy hợp lý sẽ mua, trả giá và đấu thầu. Hoạt động này không liên thông với thị trường quốc tế, chỉ là giao dịch giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau nên có thể triển khai được ngay. Tuy nhiên, tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cũng chỉ ra một số khó khăn khi lập sàn giao dịch xăng dầu. Trước tiên là vấn đề phương pháp định giá xăng dầu. Vấn đề thứ hai là khi có sàn giao dịch nhưng nhà nước vẫn phải can thiệp và can thiệp khi nào. Cùng với đó, cần quy định trách nhiệm của các bên tham gia giao dịch vì mục tiêu chung vẫn phải đảm bảo hoạt động cung ứng xăng dầu cho nền kinh tế, tránh những rủi ro trong giao dịch làm ảnh hưởng đến nguồn cung. Với sự thay đổi này, khi giá xăng dầu có biến động bất thường, Bộ Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành xây dựng biện pháp bình ổn, gửi Bộ Tài chính tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương để thực hiện. Như vậy, quỹ bình ổn sẽ không còn sử dụng thường xuyên, biện pháp bình ổn sẽ có thời hạn. Việc trích hay chi quỹ này đều phải thực hiện theo luật giá năm 2023.
theo ông Phạm Văn Bình, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá Bộ Tài chính, hoạt động bình ổn giá đã được quy định tại luật giá từ năm 2012 và tiếp tục được bổ sung, củng cố ở luật giá năm 2023, đã bắt đầu áp dụng. Đối với mặt hàng xăng dầu, thị trường xăng dầu được điều chỉnh bởi quy luật của thị trường, cũng như những quy định chung về kinh doanh xăng dầu. Theo quy định tại luật giá năm 2023, có 9 nhóm mặt hàng thuộc diện bình ổn giá, trong đó xăng dầu thành phẩm là một trong 9 mặt hàng nằm trong danh mục. Ông Bình cho biết, luật giá năm 2023 quy định, khi mặt bằng thị trường hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa dịch vụ bình ổn giá có biến động bất thường, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, cũng như sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân, sẽ thực hiện bình ổn giá. Luật cũng quy định việc thực hiện bình ổn giá trong tình trạng khẩn cấp, sự cố thảm họa, thiên tai, dịch bệnh, kèm theo sự biến động bất thường trong mặt bằng giá. Ông Bình cũng chỉ ra nhóm các biện pháp để bình ổn giá như điều hòa cung cầu, bao gồm điều hòa sản xuất trong nước, xuất khẩu, nhập khẩu, điều hòa hàng hóa giữa vùng miền, giữa những địa phương liên quan tới lưu thông hàng hóa, hoặc biện pháp liên quan tới dự trữ quốc gia hoặc dự trữ lưu thông. Cùng với đó, để bình ổn giá hàng hóa nói chung và xăng dầu nói riêng như trong quy định của luật giá, sẽ phải sử dụng các công cụ về biện pháp tài chính, tiền tệ, phù hợp theo quy định đã được quy định ở pháp luật chuyên ngành. Đồng thời, nhà nước sẽ phải can thiệp trong việc định giá, hỗ trợ về giá theo những quy định của pháp luật liên quan, cũng như những điều hướng cụ thể, nhưng không can thiệp thô bạo vào giá cả thị trường. Nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 1 tháng 8, Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đang tiếp tục đấu tranh với Trần Đức Linh, 36 tuổi, trú xã Nam Chính, huyện Đức Linh, để làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 30 tháng 7, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Đức Linh tiến hành tuần tra trên tỉnh lộ 766 theo kế hoạch. Khi đến khu vực thuộc khu phố 2 thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh thì phát hiện một người đàn ông chạy xe máy biển số 43N1-7984 không đội mũ bảo hiểm chở phía sau bé trai. Tổ tuần tra yêu cầu dừng xe để kiểm tra và thông báo lỗi, lập biên bản vi phạm đối với người đàn ông trên. Trong quá trình tổ tuần tra lập biên bản vi phạm thì người này không chấp hành, liên tục xúc phạm, chửi bới, lăng mạ tổ tuần tra. Cảnh sát giao thông đã yêu cầu đo nồng độ cồn, nhưng người này không chấp hành mà còn đạp ngã chiếc xe máy của mình xuống đường, khiến xăng chảy ra đường. Khi cảnh sát giao thông dựng xe máy lên, thì người này lấy bật lửa trong túi bất ngờ châm lửa ở vị trí xăng đổ, làm cho lửa bùng cháy dữ dội. Cảnh sát đã lập tức khống chế người đàn ông đưa về làm việc. Tại cơ quan công an, người đàn ông này khai tên là Trần Đức Linh và bước đầu đã thừa nhận hành vi vi phạm. Mới đây, Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, sử dụng mạng xã hội Telegram để chào hàng và có trang bị 3 khẩu súng ngắn. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 10 tháng 6, Tổ công tác Công an quận Long Biên phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 30E26452 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Lực lượng chức năng xác định lái xe Ngô Anh Tài, sinh năm 2001, ở phường Cự Khối, Long Biên, Hà Nội, cầm một gói giấy, bên trong chứa 5 viên nén màu xám và một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Tiếp tục kiểm tra xe, công an phát hiện thêm một túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. Ngô Anh Tài khai nhận các viên nén và tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp MDMA và ketamin. Làm việc với cơ quan công an, Tài cho biết đã vào nhóm kín trên mạng xã hội Telegram để hỏi mua ma túy. Qua thông tin trên nhóm này, tối 10 tháng 6, Ngô Anh Tài đặt mua 2 đơn hàng ketamin với giá 14,3 triệu đồng. Từ người bán là Đỗ Anh Tài, sinh năm 1994, chú Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng. Đỗ Anh Tài hẹn Ngô Anh Tài đến chung cư ở Lĩnh Nam để nhận ma túy. Sau đó, Đỗ Anh Tài bảo bạn gái là Nguyễn Ngọc Loan, sinh năm 1988, ở phố Huế, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, mang ma túy xuống giao dịch. Quá trình bị khám xét, Đỗ Anh Tài lén lút vứt một túi ma túy và một túi chứa 3 khẩu súng ra ngoài song sắt ban công, nhưng bị lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ tang vật. Ngoài ra, công an cũng thu giữ nhiều ma túy dạng ketamin và ma túy tổng hợp tại nhà của Đỗ Anh Tài. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ. Vào khoảng 22 giờ 58 phút ngày 31 tháng 7, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Định nhận được thông tin về việc xảy ra cháy ở khu vực giáp danh kho chứa củi và kho chứa ván gỗ tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Trung Việt, thôn Thanh Long, xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn. Ngay sau đó, đơn vị này đã xuất 3 xe chữa cháy cùng 25 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, đám cháy có quy mô lớn, phát sinh nhiều khói khí độc và có nguy cơ cháy lan ra toàn bộ công ty.
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Bình Định nhanh chóng triển khai lực lượng khống chế ngọn lửa để chống cháy lan và dập tắt đám cháy. Đến khoảng 23 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Trung Việt được khống chế. Khoảng 2 giờ 48 phút cùng ngày, 1/8 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, khoảng 400 m2 chứa củi và ván tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xuất nhập khẩu Trung Việt bị lửa thiêu rụi. Nguyên nhân đang được làm rõ. Sau hơn một tuần mất tích do mưa lũ, đến chiều 31 tháng 7, nạn nhân là bà TTN, sinh năm 1970, trú tại bản X Cang, xã Triềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La đã được tìm thấy. Đại diện công an huyện Thuận Châu cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, bà TTN bị lũ cuốn trôi do mưa lũ ngày 24 tháng 7. Các lực lượng 100 người thuộc công an tỉnh, ủy ban nhân dân huyện Thuận Châu, công an huyện Thuận Châu, công an cơ sở, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và nhân dân đã chia thành nhiều tổ, ngày đêm tìm kiếm nạn nhân. Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình an táng theo phong tục địa phương. Thưa quý vị, vừa qua tại Miss Grand Việt Nam 2024, các thí sinh đã tham gia phần trình diễn trang phục văn hóa dân tộc, thể hiện thiết kế của nhiều tác giả trẻ. Nhà sử học Dương Trung Quốc, trưởng ban cố vấn Miss Grand Việt Nam 2024, đánh giá các bộ trang phục dân tộc trong phần thi rất ấn tượng. Theo ông, những bộ trang phục đã góp phần giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt thông qua việc khai thác yếu tố lịch sử từ xa xưa đến hiện đại. Sau đêm thi, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho biết, chất lượng về mặt trình diễn và thương hiệu trang phục văn hóa dân tộc tại phần thi năm nay cần được tiếp tục duy trì. Anh chia sẻ, sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế trẻ cho thấy giới trẻ luôn nhiệt huyết đam mê trong lĩnh vực thiết kế trang phục đậm chất truyền thống. Anh vui vì giá trị văn hóa Việt Nam luôn được người trẻ nhớ tới, tôn vinh và ngợi ca. Nhìn tổng quan hơn 30 bộ trang phục dân tộc trình diễn, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cho rằng thí sinh năm nay gặp nhiều khó khăn hơn khi địa điểm tổ chức đêm thi là Novaland Phan Thiết, cách xa thành phố Hồ Chí Minh, nơi sống và làm việc của phần lớn nhà thiết kế. Việc vận chuyển ảnh hưởng nhiều đến chất lượng trang phục. Tuy nhiên, các nhà thiết kế trẻ đã hoàn thành, mang đến những bộ trang phục ấn tượng. Khi so với chất lượng phần thi trình diễn trang phục dân tộc năm 2023, đạo diễn nói, mỗi mùa mang màu sắc khác nhau. Năm nay, các nhà thiết kế mang lại năng lượng tích cực, thông điệp thú vị về văn hóa, truyền tải văn hóa thông qua những màn trình diễn đặc sắc, qua đó thể hiện được khả năng trình diễn của thí sinh. Trong vai trò trưởng ban cố vấn Miss Grand Việt Nam năm 2024, nhà sử học Dương Trung Quốc nhận xét, các bộ trang phục dân tộc năm nay ấn tượng. Văn hóa là làm phong phú đời sống nhận diện dân tộc. Việc thí sinh sáng tạo trang phục dân tộc là nỗ lực lớn của nhà thiết kế trẻ. Những bộ trang phục góp phần giới thiệu đặc trưng văn hóa Việt thông qua việc khai thác yếu tố lịch sử từ xa xưa đến hiện đại. Trưởng ban cố vấn Miss Grand Việt Nam 2024 cho biết, ông hiểu rõ việc sáng tạo trang phục văn hóa dân tộc gặp một số khó khăn nhất định. Bên cạnh việc nỗ lực sáng tạo, thí sinh cần cẩn trọng trong việc sáng tạo. Về câu hỏi, thích bộ trang phục nào nhất? Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết, ông trân trọng công sức của toàn bộ nhà thiết kế. Điều ông thích nhất là khả năng sáng tạo của nhà thiết kế trẻ. So với phần thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Việt Nam năm 2023, nhà sử học Dương Trung Quốc ấn tượng vì sân khấu năm hoành tráng hơn. Việc diễn ra ở khu đô thị lớn cho thấy sự hoành tráng của nơi diễn ra sự kiện và sự chỉnh chu của ban tổ chức. Như năm trước, phần thi trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Việt Nam 2024 có sự đầu tư lớn. Nhà sử học Dương Trung Quốc nhận thấy trang phục văn hóa dân tộc có tính biểu diễn cao, không nên phung phí. Mới đây, triển lãm giao lưu gốm hội tụ Bắc Nam hai miền đã khai mạc tại trụ sở Hội Mỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3, ghi dấu sự gặp gỡ giao lưu của đông đảo nghệ sĩ gốm tâm huyết. Sự kiện này cũng thuộc chuỗi hoạt động trong sơ kết trại sáng tác gốm thành phố Hồ Chí Minh năm 2024. Ban tổ chức cho biết, triển lãm trưng bày và giới thiệu 115 tác phẩm của gần 60 nghệ sĩ với nhiều thể loại như gốm nghệ thuật, điêu khắc, phù điêu, tranh gốm mỹ thuật, gốm ứng dụng. Cuộc quy tụ này góp phần mang đến một không gian sáng tạo thú vị, mới mẻ, đầy cảm xúc cho người yêu nghệ thuật gốm. Điểm nhấn của triển lãm chính là sự hòa nhịp, lan tỏa đầy sắc màu, đường nét tinh hoa giữa các dòng gốm đặc trưng của hai miền Bắc Nam như gốm Hương Canh Vĩnh Phúc, Phù Láng Bắc Ninh với vẻ mộc mạc, bản sắc. Trong khi gốm Bát Tràng Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương lại cuốn hút với sự hòa quyện giữa đường nét truyền thống và các kỹ thuật hiện đại. Giao lưu gốm hội tụ Bắc Nam hai miền đã mang đến cho giới nghệ sĩ cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ về bí quyết làm nghề nhằm đưa đến cho công chúng thêm nhiều tác phẩm ý nghĩa.
giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, triển lãm lần này cho thấy hai phong cách rất khác biệt. Các tác phẩm của các tác giả phía Bắc thường thiên về tạo hình điêu khắc với hình khối đơn giản cho các nghệ nhân làm gốm, vốn xuất thân là các nhà điêu khắc. Trong khi đó, gốm phía Nam lại do các nghệ nhân xuất thân là chủ yếu là họa sĩ, nên sản phẩm thường có màu sắc mới lạ, rực rỡ, tạo hình phóng khoáng và ngẫu hứng. Đến từ Hà Nội, nghệ sĩ Nguyễn Thị Thu Trang mang đến tác phẩm Đất Nung Phủ Lãng, Thiếu Nữ Ngủ Ngày với những đường nét mềm mại, thân thuộc, gợi cảm, khiến nhiều người liên tưởng tới vẻ đẹp tuyệt diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho người phụ nữ. Vẻ đẹp ấy đã đi vào thơ ca, nhạc họa và trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo bất tận cho các văn nghệ sĩ. Công chúng yêu nghệ thuật đã có dịp thưởng lãm những tác phẩm cô đọng giá trị truyền thống, thể hiện tinh thần tự hào, gìn giữ văn hóa Việt của các nghệ sĩ. Đồng thời các tác phẩm cũng thể hiện quá trình tiếp thu, sáng tạo không ngừng nghỉ khi các nghệ sĩ đã mang đến những tác phẩm có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhịp chuyển động không ngừng của cuộc sống. Theo các chuyên gia, đó không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đích thực, có giá trị lâu dài mà còn có nhiều ứng dụng, trong đó nổi bật là trang trí nội thất. Nét sáng tạo này đã mở ra hướng đi mới, giúp gốm Việt Nam đến gần hơn với công chúng, thị trường trong nước và quốc tế. Triển lãm giao lưu gốm hội tụ Bắc Nam hai miền kéo dài đến hết ngày 6 tháng 8 với nhiều hoạt động chia sẻ, giao lưu nghề nghiệp giữa các nghệ sĩ và công chúng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.